Vâng, kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đang đến với kênh của channel của Quang Minh Auto. Hôm nay cũng buổi chiều, hoàng hôn đã dần xuống và mặt trời cũng rất là đẹp. Thì cũng sau một ngày nóng lực mùa hè thì mọi người cùng đến kênh của Quang Minh. Quang Minh sẽ review tổng thể chợ ô tô cũ Quảng Ninh bên nơi Quang Minh làm việc. Còn bên mê của mình thì rất nhiều các dòng xe, các dòng phân khúc từ vài chục triệu đến vài trăm triệu, và cũng có các dòng xe hạng sang ô tô cũ của mình sẽ gửi đến quý các bạn để quý vị anh chị và các bạn tham khảo. Nên của mình thì cũng rất là được anh chị em xem kênh ủng hộ và like subscribe cũng như đóng góp kỹ ý kiến để cho của mình ngày càng hoàn thiện trong việc giới thiệu các mẫu xe và chăm sóc khách hàng, phục vụ quý chị và bạn ngày càng tốt hơn. Và rất tuyệt vời thì cũng được sự ủng hộ giúp đỡ của anh em đứng trong chợ đã giúp cho cô mình ngày càng học hỏi được nhiều, và cũng muốn kênh của Quang Minh sẽ ngày càng được nhiều anh em tin tưởng và ủng hộ và subscribe của mình. Của mình sẽ uplift các mẫu xe mới cập nhật. Vâng, bên của mình thì xe về rất là nhiều và thường xuyên. Nhiều mẫu xe thì hiện tại chưa có chợ nhưng mà sẽ đang vào chợ. Cũng để nói để quý vị các bạn cũng thể thấy là bên của mình làm việc rất là chuyên nghiệp và luôn mua bán rất là nhanh chóng. Những khách hàng nào mà có thiện chí thì đến với Quang Minh thì luôn được những chế độ đặc biệt về giá cả cũng như là các phần quà về các chương trình khuyến mãi khi mua xe bên Quang Minh. Vâng, thì đây cũng Quang Minh cũng review qua những mẫu xe đã được các vị khách hàng thông thái và đã chốt xe bên Quang Minh trong vài ngày vừa rồi. Còn vài mẫu nữa thì khách hàng như mai ngày kia thì khách mới tiếp tục chốt, thì Quang Minh chưa về. Như hiện tại thì có 3 chiếc xe đã được khách chốt, và những vị khách hàng thông thái của chúng ta là của Quang Minh đã chốt chiếc xe, những xe này về phục vụ gia đình, và những xe này đang được rút hồ sơ để sang tên cho những khách hàng tin tưởng Quang Minh. Đây là chiếc Fortuner bản AT2.7 đã được Quang Minh có một video review, và đã có một bác khách hàng thông thái ở Nam Định, bác đã dẫn em mày về. Vâng, chiếc xe quá đẹp thực sự. Để mà nói những xe chất thì quý khách hàng đến rất là tin tưởng và rất là an tâm, mà Quang Minh bán ra cũng rất là vui vì khách hàng luôn có sự tin tưởng và lòng tin khi niềm tin khi đặt những mẫu xe cũng như đặt vào Quang Minh thì luôn là cầm, luôn làm hài lòng cho khách hàng cũng như là bên Quang Minh được phụ quý chị bạn những mẫu xe tốt thì Quang Minh rất là vui. Đây, và đây một nữa, một chiếc Hilux 2018 màu trắng tinh khôi, sẵn giá 780 triệu đã được một anh đẹp trai đến từ thành phố Đà Nẵng đã rước em này. Cái xe này cũng đang trong cái hồ sơ rút hồ sơ hoàn thiện giấy tờ thủ tục để chuyển xe cho anh vào Đà Nẵng. Quý vị các bạn, những mẫu xe bên Quang Minh khi mà giao cho khách hay là về cho khách về phục vụ quý khách hàng thì an toàn mẫu xe chất lượng thôi. Đó, xe cũng rất là đắt tiền, nhưng đó cũng để những vị khách hàng rất là thông thái và mình luôn hướng tới những chiếc xe chất để phục vụ bà con. Còn những dòng vừa vừa tiền cũng như là một số dòng tầm trung thì nói chung là
cũng ở phân khúc khác thì nó sẽ có cho khách hàng lựa chọn, thì đương nhiên là tiền nào của đấy thôi. Cái mẫu xe đó thì sẽ giá sẽ rẻ hơn những xe phân khúc cao. Đó, ở đây một chiếc Mazda BT50. Chiếc này thì được một khách rất lòng cũng đang chờ trong giai đoạn rút hồ sơ và chuyển tên cho bác ấy ở dưới Hạ Long. Thực sự mà nói thì mình có mình cũng rất là vui vì khi những chiếc xe nào được về với khách hàng, những thượng đế, thì các vị khách hàng đều rất hài lòng. Đó cũng là niềm vui và động lực để cho của mình sẽ cố gắng tìm những mẫu xe chất lượng để giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn, và động lực của con mình ngày càng hoàn thiện mình hơn. Vâng, lời cuối của video này thì con mình cũng trân trọng vì là cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ của kênh của Quang Minh, và rất cảm ơn những vị khách hàng đã tin tưởng ủng hộ đồng hành của Quang Minh trong suốt thời gian qua, cũng như sau này thì Quang Minh cũng muốn nhiều vị khách hàng đến với Quang Minh, và Quang Minh sẽ đem lại sự hài lòng cho quý vị. Vâng, chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn theo dõi kênh hãy like, subscribe, ủng hộ kênh của mình và ấn vào nút chuông thông báo để nhận được các video, các mẫu xe upload cập nhật đến kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.